mới về được cái Civic bản G anh chị. Civic bản G 2019. Xe trời ơi, nó mới, mới quá mới anh chị ơi. Bao cho anh chị là không lỗi lầm gì hết nha. Anh em ơi. Thôi được rồi, anh đang làm video, có gì chạy xuống em coi lại nha. Đây, anh chị em coi nha, Civic bản G, Honda Civic bản G 1.8G, một đời chủ mua mới, gốc số là 93 Bình Phước. Xe thì nó mới đúng mức luôn anh chị. G thì đèn là đèn LED nha, đèn là LED trước nè, LED sau nè. Anh chị thấy mới không? 2019, cuối 2019 và đầu 2020. Đó, đăng ký 2020. Đăng ký là tháng 2 2020 nha anh chị. Đăng ký tháng 2 2020, màu màu trắng ngọc trai. Xe thì sơn green thì còn trên 90% và keo chỉ thì không có một tí gì gọi là lỗi lầm luôn ha. Anh chị thấy quá đẹp đúng không? 545 triệu nha. Tâm để cho anh chị là 545 triệu. Vỏ thì đây anh chị coi nè. Vỏ thì còn rất là mới. Bốn cái vỏ này còn mới tới một cái này là còn green. Còn ba cái này là mới thay. Vỏ thì mới tới 99% nha anh chị. 99% chứ không phải là 98 nữa nha. Hầu như là vỏ gần 100% nha. Vỏ này bên Tâm mới vừa thay, chạy chạy chưa được một cây số nữa. 4 thân đĩa ABS. Màu trắng ngọc trai, mới tinh tình tình. Ghế lái chỉnh điện. Hoa lăng tích hợp và có ga tự động Glue Control. Ga tự động Glue Control cân bằng điện tử, đề startup và lẫy chuyển số thể thao. Trần 5D. 545 triệu nha anh chị. Em để cho anh chị nhanh, gọn lẹ. 540. Honda Civic bản G. Còn một bản nữa là bản RS. Bản này là bản G, là cũng bản cao rồi nha anh chị. Còn bản E nè, bản G nè, bản RS. Bản này là bản giữa. Động cơ là 1.8G. Xe một đời chủ mua mới. Đăng ký tháng 2 2020, sản xuất năm 2019. Sản xuất 2019, đăng ký tháng 2 2020. Odo chạy được 70.000. Vỏ thì bên Tâm mới thay. Vỏ mới là 99,9%, mới thay chạy chưa được cây số nữa. 540 là Tâm chốt cho anh chị nha. Civic bản G 2019. Đăng ký 2020. Một chủ mua mới từ đầu 70.000. Xe thì mới quá mới à. Tuyệt vời. Không có điểm yếu anh chị ơi, không có điểm yếu, không có điểm khuyết. Cửa gió hàng ghế sau. Ốc tán thì chưa gỡ con nào hết. Màu trắng này rất là hot nha. Xe này màu trắng, thời điểm trước thì xe này 700 mấy không anh chị? Tâm bán mấy chiếc à? 71, 72, 71, 72 không? Giờ giảm 200 triệu anh chị. Năm ngoái, nay khoảng 5,5 à. 700 mấy không á? Đợt đó là mua phải 700. 69, 700 không? Dòng này nó hot lắm anh chị. Thùng vọng mới tinh. Bánh dự phòng mới nguyên luôn. Mới 100% luôn. Đăng ký lần đầu là tháng 2 2020 nha.
sản xuất là 2019. Xe này không có chơi được. Em bán 540 cho anh chị. Anh chị nhanh gọn lẹ chốt đơn 540 Civic. Quá mới rồi. Tuyệt đẹp anh chị, đẹp lắm. Civic thì mình chỉ coi coi nó có bị lỗi gì hay không, động cơ hộp số đã đụng chạm gì chưa, rồi mình thùng nước sơn có đẹp hay không, gầm bệ có mới hay không, vậy thôi. Chứ còn kiểu dáng của nó thì không thể chơi được. Cái xe này anh chị thấy là anh chị chịu liền, tâm chốt cho anh chị là 540 nha. Qua lăng cần số thì tuyệt đẹp, tuyệt đẹp anh chị. Có ga tự động à, có lại chỉ số thông minh nè, ô đô nè, màn hình nè, màn hình theo xe, có cái cam hành trình rất là rõ, cục số nè, có thắng tay điện tử nè, ô tô hon nè, eco, có đèn nổ từ xa nữa anh chị. Xe này 2 chìa khóa, hình như là 2 chìa khóa nha, nhớ không làm là 2 chìa khóa, có đèn nổ từ xa luôn nha. Này nút đèn nổ từ xa nè, chỉ Civic mới có nha, City thì cũng có luôn, City đời cao mới có, City form mới mới có, City form cũ không có. Này là nút mở cốp, này là nút gập gương, máy lạnh bấm gương auto hai bên luôn, trái phải là hai bên là đều là auto hết, cân bằng điện tử, xe thì mới lắm. Em cho anh chị coi cái máy ha, cái máy mới 7 màu luôn, vỏ lốp là còn mới tới 99,9% nha, mới gắn vô luôn. Mua xe này về thì không phải tốn tiền nữa nha anh chị, chả phải tốn 1.000 nào luôn. Biển số 93 Bình Phước, một đời chủ mua mới. Cái máy nè, ồ cái máy nó mới dữ lắm. Thắng ABS nè, quá mới anh chị ơi. Gì không? Chưa mở con ốc nào hết, cái này là dơ thôi, vết dơ thôi nha, chứ không gì nha, dơ mỡ bò.
đẹp lắm. Anh chị cứ xuống xem xe thực tế đi nha, bảo đảm sẽ vừa ý, bảo đảm sẽ hài lòng. Bởi vì cái xe nó tốt mà anh chị, xe nó tốt mà thì nó đâu có giá rẻ được, mà giá này tầm bao giá thị trường luôn. Quá hợp lý rồi anh chị ơi. Cái máy mới 7 màu, máy mới tinh luôn. Anh chị thấy cái sản phẩm này mà vừa ý thì ủng hộ Tâm ha, gọi Tâm bằng số điện thoại là 0917215512 nha. Đến xem xe trực tiếp tại công ty ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần Quỹ Ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm, gọi vào số hotline là 0917215512. Đó, ô tô Duy Tâm có con Civic 1.8 bản G số tự động, sản xuất năm 2019, đăng ký và lăn bánh tháng 2 2020, một đời chủ mua mới, xe riêng không lỗi lầm, Euro 70.000 và mới thay vỏ mới, mình thùng nước sơn riêng đến 90% trở lên, 95% không có lỗi gì hết, và xe thì tuyệt đẹp từ trong ra ngoài, nhìn cái xe là chịu liền anh chị, không thể chê vào đâu được luôn, quá mới anh chị ơi. Đồ chơi thì nó đã có sẵn rồi, nên xe này không cần phải lên đồ chơi nữa. Và nó có đèn là đèn full LED luôn nha. Bởi vậy bản G mới có ha, đèn full LED trước LED sau. Đó, ga tự động, lẫy chuyển số, cân bằng điện tử. Rồi, anh chị có nhu cầu mua xe này thì liên hệ bên Tâm nha. Tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.